Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Nhà Phụ Tùng Vinh Xe Cúp. Ở đây là một số cái yên vinh dành cho anh em lên xe nha các bạn. Đây là ba cái yên custom tháo xe. Yên custom mới xé bịch. Đó, yên 86 xé bịch, yên 86 tháo xe và yên 78. Rồi. Cái yên mới xé bịch thì chắc là không có gì để bàn cãi rồi. Mới xé bịch, mới tinh. Còn mới xé bịch, lên xe cột. Chúng ta lên yên này nha anh em. Rồi, yên 86. Mới chát. Dành cho anh em là lên xe mới nha. Xe giữ thiệt giữ thì lên hai cái yên này. Rồi, yên custom có ba cái. Một cái đế sắt, hai cái đế nhựa. Cái đế sắt là dành cho anh em gắn xe custom đời đầu 92, 93 nha. Đó, da zin, nệm zin, mốt zin, hít yên, bạc bạc, sơn zin nha các bạn. Đế zin đẹp, không một lũng nha. Đấy, không một lũng. Rồi bên đây là hai cái đế nhựa, là hai yên custom đế nhựa. Hai cái này thì như nhau, giá như nhau luôn. Đó, đẹp hết các bạn. Đây là mình đánh số 2, mình đánh số 1, đánh dấu thôi, với hai cái đẹp như nhau, lấy cái nào cũng được nha các bạn. Da zin, nệm zin, mốt zin. Rồi giờ hai cái này mới tới công chuyện nè. Cái này 86 là dành cho anh em gắn 81 86. Cái này nó có lủng một lỗ nhẹ phía sau nè. Đó, đây là hàng tháo xe đế nhựa, thích yên vẫn còn thích được, bạc bạc, da zin luôn, da zin, nệm zin, mốt zin. Đó, lủng một lỗ nhỏ phía sau cái này thôi. Anh em nào thích mà kiểu mà thích chơi đồ zin á mà giá rẻ là cái này các bạn. Rồi cái này yên 78, yên 78 nó có lủng nhẹ vô đây. Đây là bên Nhật người ta giá sẵn các bạn, mua xe bên Nhật người ta giá sẵn, còn lại là zin hết nha các bạn. Đó, da zin đẹp. Này anh em gắn xe trưng bày, đế zin, mốt zin, mốt còn hít tốt, bạc bạc. Đó, rồi anh em nào có nhu cầu thì anh em liên hệ số điện thoại cho màn hình cho mình. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản đầu bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chỉ tiền trước ship hàng sau, không ship code nha anh em. Con City này ngày mai mình sẽ rã nha. Thì anh em nào có nhu cầu lấy món nào trên xe thì anh em liên hệ số điện thoại trên Zalo với mình nha. Ngày mai mình sẽ rã món cái con City này. Đó, cục máy dòng màu hay là cốp phuộc mà ga yên gì đó thì anh em cứ liên hệ trong Zalo nha. Con này mình có chụp hình sẵn trong Zalo rồi, anh em cứ vô Zalo coi hình và lựa món nha các bạn. Rồi, anh em đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Vinh Xe Cúp nha.